Thưa quý vị, tại tỉnh Tiền Giang, phố ông Đồ của ông bà họa sĩ ngoài 80 tuổi vừa được tỉnh công nhận là điểm du lịch. Với chủ đề mang đậm nét văn hóa Việt như tranh ảnh, thư pháp, hội họa, phố ông Đồ không chỉ là nơi để du khách đến check-in, mà còn là địa điểm giao lưu sinh hoạt của các câu lạc bộ như cờ tướng, thư pháp, đơn ca tài tử. Người khai sinh ra phố ông Đồ ở phường Nam là họa sĩ Hoàng Anh, đã ngoài 80 tuổi và vợ là nhà điêu khắc Quỳnh Cúc, Tại bức tường nhà uống công dọc theo con hẻm, ông vẽ những bức họa dân gian như đánh trống, kéo co, cành mai, cành đào, câu đối Tết. Cốt chỉ để cho vui với nghề, nhưng sau đó có nhiều khách thích thú đến chụp hình tham quan, nhiều nhất là giới trẻ. Đến với phố ông đồ, du khách còn được tham quan tranh tượng, tranh thư pháp, trải nghiệm học làm tranh gốm và xem viết thư pháp, ngắm tiểu cảnh đồng quê Nam Bộ. Hòa sĩ Hoàng Anh còn có nguyện vọng thời gian tới, tuyến phố ông Đồ không chỉ hiển hiện ở bức tường xung quanh khu đất của gia đình ông, mà tất cả những tường nhà dân trong khắp con hẻm đều được phát họa tô son điểm phấn, làm cho nét văn hóa dân gian nổi trội lên khắp con hẻm.